Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Sáu ngày 28 tháng 7 năm 2023, từ căn nhà của Quang Trường và Lê Lê, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, trong bài nói chuyện hôm nay tôi xin chia ra làm 3 tin tức chính. Tin tức thứ nhất đó là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến Vatican gặp gỡ các viên chức của Vatican và đã công khai gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất. Truyền hình của Ý cũng đã đưa tin và các hình ảnh. Nhưng như tôi có trình bày trong một clip kỳ hôm qua, tôi cho rằng quan trọng nhất đó là Việt Nam và Vatican sẽ ký một văn bản để nâng cấp quan hệ. Nâng cấp đây đó là Vatican sẽ thành lập một văn phòng đại diện chính thức ở Hà Nội và Việt Nam cũng sẽ đặt một văn phòng đại diện ở tại Vatican để khi hai bên có những sự trục trặc gì đó thì trao đổi trực tiếp với nhau. Chuyện này Việt Nam mà làm rõ ràng là đi trước cả Trung Quốc vì hiện nay Vatican cũng chưa có một văn phòng đại diện chính thức ở tại Trung Quốc. Cho thấy đây là một sự tiến bộ vô cùng. Vì sao? Vì ở Việt Nam có khoảng chừng 10% theo Thiên Chúa Giáo. Và các tín đồ của Thiên Chúa Giáo đa số là những người sống tốt đạo đẹp đời. Nhưng cũng còn có một số tín đồ, đặc biệt là một vài linh mục, còn có những tư duy không được tích cực, làm cho những sự khó khăn ngoại giao giữa Việt Nam và Vatican đã diễn ra trong những năm qua, thì có văn phòng đại diện như thế sẽ san bằng những dị biệt. Và được như vậy thì thưa quý khán giả, sau những năm mà hiểu nhau đó, thì Việt Nam mới dễ dàng mời Đức Giáo Hoàng sang Việt Nam. Giáo dân Việt Nam ở tại Việt Nam rất mong Đức Giáo Hoàng đến Việt Nam. Nhưng mà xin thưa với quý khán giả, một trong những lý do khó khăn đó lại chính là những linh mục, những người không hiểu, chuyên môn chống đối nhà nước và đảng. Lấy lý do này, lấy lý do nọ nhưng không có thực tạo ra sự xung khắc giữa các tôn giáo, tạo ra sự xung khắc giữa Thiên Chúa Giáo và chính quyền, nên việc mời Đức Giáo Hoàng qua gặp khó khăn như thế. Vì khi Đức Giáo Hoàng qua thì đương nhiên đám đông tụ tập rất là đông. Và như vậy đó, giữ vấn đề an ninh rất là khó khăn rồi. Mà lỡ có ai có chủ ý như kỳ vừa rồi ở tại Tây Nguyên, gì đó thì sẽ rất là kẹt. Nên chúng ta cũng hiểu là tại sao Việt Nam chưa chính thức mời Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất sang thăm Việt Nam. Đó là bản tin thứ nhất liên quan đến việc mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Vatican. Nhân cơ hội này tôi xin chúc mừng Chủ tịch nước đã có chuyến đi thành công ở Áo, đã gặp gỡ cộng đồng người Việt ở nơi đó, đã gặp gỡ các vị khoa bảng, nhất là những vị về vấn đề khoa học, rất là thành công. Và đã sang nước Ý thì có sự tương tác và phải nói là rất là thành công về vấn đề ngoại giao, kỷ niệm 50 năm ban giao giữa Ý và Việt Nam, cũng như là gặp gỡ một số doanh nhân, cho thấy sự tương tác giữa Việt Nam và Ý một ngày một tăng cao. Giữa Việt Nam và Ý, song thương đã lên tới khoảng chừng 16-17 tỷ rồi. Đó là chuyến đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Bước sang một đề tài khác mà cũng rất là nóng bỏng, đó là cuộc chiến ở tại Ukraine. Theo một vài tin từ bên phía của Bộ Quốc phòng của Mỹ, các viên chức đây cho rằng là muốn thắng được cuộc chiến ở tại Ukraine thì quân đội Ukraine phải chọc thủng được chiến tuyến ở phía nam, ở phía Zaporizhia, coi như là mạng sườn nối liền bán đảo Crimea và các tỉnh phía đông.
thì nếu mà thọc sâu được mà thắng được ở Zaporizhia, bẻ gãy được sự nối kết đó, thì Ukraine may ra mới có ý nghĩa chiến thắng. Và vì như vậy cho nên chiều hôm qua, ngày 27 tháng 7 giờ địa phương, tổng thống của ông của nước Ukraine là ông Zelensky đã đến Zaporizhia để mà khích lệ tinh thần cho các chiến sĩ, đặc biệt là cho các sĩ quan ở nơi đây. Mũi dùi mà tấn công kỳ này mạnh nhất sẽ là từ phía Nam. Và theo một vài viên chức của Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là mũi dùi quyết định. Nhưng mà Mỹ và Tây Phương có hài lòng trong việc tổng phản công này của Ukraine hay không? Thì chúng ta thấy ở bên Đức họ nói rằng là chúng tôi đã huấn luyện rất nhiều binh sĩ Ukraine, những vị gọi là cấp chỉ huy, hàng ngàn chỉ huy được huấn luyện. Họ là lực lượng trừ bị nhưng bây giờ đã được huấn luyện để mà phản công. Thì rất tiếc, các chỉ huy của Ukraine yếu kém và vì như vậy nên mới phản công chậm và thất bại. Vậy thì bây giờ thưa quý khán giả, hồi trước thì Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Tây Phương không cung cấp vũ khí đủ nên tổng phản công chậm trễ, để cho Nga có thời giờ phòng bị thì tổng phản công không thành công. Còn bây giờ đó thì ngược lại, bên phía của Tây Phương đổ lỗi cho bên phía của Ukraine, đó là các chỉ huy không có khả năng như họ muốn và họ tác chiến không đúng theo quy trình mà NATO đã huấn luyện họ. Dầu rằng bây giờ đó là vũ khí đã yểm trợ cho Ukraine rất là dồi dào, từ các chiếc xe tăng Leopard 2 cho đến Abrams 1 vân vân, và đặc biệt là nhiều, rất nhiều máy bay không người lái. Cuộc chiến ở tại Ukraine bây giờ quyết định chính là những máy bay không người lái. Những máy bay không người lái vượt qua các gì đó, người ta bảo là mìn, rồi gì đó, những cái sự mà gài ở dưới đất, thì máy bay không người lái không có đụng chạm gì hết, không? Dễ dàng và bớt được thiệt hại về nhân mạng. Nhưng mà cả Nga lẫn Ukraine, thưa quý khán giả, và Tây Phương bây giờ sử dụng máy bay không người lái thì Nga cũng có cả. Hai bên đang đấu nhau về máy bay không người lái. Đấu nhau ở tại trận địa thì các chiếc xe tăng Leopard 2 của Đức yểm trợ cho Ukraine đã bị sa lầy rất là nhiều. Vậy thì hiện nay đó, các viên chức của Mỹ cho rằng sự tổng phản công rất là chậm chạp. Chưa chắc là bẻ gãy được cái xương này, mà coi chừng thành phố cảng Odessa và những thành phố quan trọng khác như Lviv có thể rơi vào tay trong các phiến quân của Nga hoặc là quân đội của Nga trong nay mai. Vậy thì tổng phản công chưa thấy có sự thành công tới đâu hết. Không như là những gì mà Tổng thống Zelensky hai ngoặc và đóng ngoặc đây, mở ngoặc đóng ngoặc là nổ. Nổ. Trong khi đó thì Nga không nói nhiều. Bây giờ thì chúng ta thấy thành phố cảng Odessa rất là khốn đốn. Thành phố Lviv cũng vậy. Đó là tình hình ở tại Ukraine. Bước sang một chuyện khác mà ngày hôm nay, thưa quý khán giả, lúc 2 giờ chiều sẽ có tuyên phán của tòa án trong chuyến bay giải cứu 54 người. Thì có một câu chuyện, đó là về một bức thư, coi như là thư kiến nghị do 71 giáo viên và cán bộ của trường trung học phổ thông Lê Lợi ký vào nơi đây để gửi cho tòa án, xin tòa án cân nhắc để giảm án cho ông cựu phó chủ tịch Hà Nội là ông Chử Xuân Dũng. Lá thư này trong những ngày qua đã gây ồn ào trên mạng, rất là xôn xao, cực nóng luôn đó.
Và hôm qua tôi có làm một chương trình về đề tài này. Tôi đã phân tích tại sao chuyện này là việc overdose, tức là cho một liều gì đó quá đà của luật sư Trịnh Văn Tuyến. Và những vị giáo chức ký vào bức tâm thư đó, tôi cũng đã phân tích đó là không nên, vì phản ảnh tâm tư của những vị giáo chức đó không hiểu thấu đáo về vấn đề này, là vấn đề liên quan đến đào tạo con người. Cũng có một số người họ nghĩ rằng đây có thể là một bức tâm thư do ai đó truyền tay xong rồi ký, hoặc là giả mạo chữ ký. Nhưng mà đối với tôi, vấn đề mà có gọi là truyền tay ký hay là giả mạo chữ ký đi nữa đó, nó cũng phản ảnh một điều, đó là các giáo viên này không có một tư duy sâu và chín chắn. Thì hôm qua, thưa quý khán giả, thì hiệu phó trường Lê Lợi đó có nói rằng là ôi, tôi có ký. Tôi ký là vì tôi đồng ý, tôi thương ông Chữ Xuân Dũng. Tôi thương ông ấy. Ông ấy với tôi không có sự tương quan gì hết, cũng không quen biết nhau, nhưng tôi ký vì tôi thương ông ấy. Ông ấy có công trạng rất là nhiều trong vấn đề xây dựng trường Trung học Phổ thông Lê Lợi. Tôi làm hiệu phó ở đây là lâu hơn thời gian mà ông ấy bước lên trở thành là giám đốc sở đào tạo và giáo dục của thành phố Hà Nội, cũng như là lên chức phó chủ tịch của thành phố Hà Nội. Tôi ký là vì tôi thấy tôi thương. Không có ai giả mạo chữ ký hết. Tôi thương. Rồi phó hiệu trưởng có kể câu chuyện là tại sao là bà ký. Bà tên là Đinh Thị Điệu. Cô Đinh Thị Điệu nói trong một cuộc nghỉ hè thì có người đưa một đơn kiến nghị và truyền tay nhau, thì các cán bộ, các cô thầy đã ký xuống. Nên đó là chữ ký thiệt, không thể nào là chữ ký giả mạo. Riêng cô Đinh Thị Điệu, phó hiệu trưởng của trường, cô nói là khi cô nhìn thấy như vậy thì cô cân nhắc và cô ký xuống do cô thương ông Chữ Xuân Dũng, là một người mà theo sự hiểu biết của cô là một người có năng lực, có đạo đức và đã có công trong vấn đề đào tạo, nên cô ký. Đó là tâm sự của cô phó hiệu trưởng Đinh Thị Hiệu. Thưa quý khán thính giả, trước tiên tôi xin nói là việc mà cô Đinh Thị Hiệu và các giáo viên khác ký, không mấy ai đặt nặng vấn đề chữ ký đó là chữ ký giả hoặc là do gì đó ký một lúc dây chuyền. Vì khi mà nói là ký một lúc dây chuyền thì có thể là không có phản ánh những sự chín chắn trong sự suy nghĩ khi mà truyền tay nhau. Không mấy ai quan tâm điều đó. Nhưng quan tâm nhất đó chính là nội dung ở nơi đó phản ánh điều mà nhiều người trong xã hội lo lắng, đó là về vấn đề đào tạo con người. Như vậy thì cô Đinh Thị Hiệu do chỉ gọi là chỉ lòng thương thôi, tôi thương ông Chữ Xuân Dũng nên tôi ký vào, cho thấy cô không hiểu gì về vấn đề hình sự. Một vị đã từng là giáo viên như là ông Chữ Xuân Dũng, một người xuất thân về đào tạo, đã từng là giám đốc sở đào tạo, giáo dục và đào tạo, rồi lên chức phó chủ tịch thành phố Hà Nội, thì vấn đề đào tạo, đạo đức con người là quan trọng. Nhưng bây giờ là chính ông Chữ Xuân Dũng nói là đưa tay ra lấy tiền người khác là xấu hổ mà vẫn cứ làm. Vẫn cứ làm thì hãy theo khung hình phạt. Khung hình phạt của ông Chữ Xuân Dũng rất là cao, là tử hình. Mà nếu tôi không lầm thì từ ít nhất là 10 năm trở lên. Nhưng mà đó, ông không những là không được 10 năm mà ông chỉ bị đề nghị cho từ 5 cho đến 6 năm
từ 4 cho đến 5 năm trước. Chỉ vì ông đã khắc phục là tốt rồi, và ông bày tỏ sự hối hận, nhưng mà đã dưới mức tối thiểu. Rồi viện kiểm sát lấy lý do đó là sự ăn năn và khắc phục của ông, lại đề nghị thêm là giảm thêm 1 năm, thì chỉ còn từ 3 cho đến 4 năm. Đó là dưới mức bình thường, dưới mức tối thiểu, kinh khủng quá trời rồi. Cho thấy rằng là gì đó, tư pháp gần giống như là sự cảm thông lẫn nhau. Ôi tôi thương nên tôi giảm. Đó là sự phản ảnh của bà Phó Giám Hiệu Đinh Thị Hiệu. Như vậy đó là, ôi luật pháp là chỉ dựa lên trên sự thương cảm thôi. Mà xuất thân là đào tạo, là giáo dục thì cũng chỉ là thương cảm thôi. Coi như là chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng, chống gì đó, thì ôi nó dựa lên trên sự thương cảm chứ không phải là vấn đề pháp luật. Sao cô Đinh Thị Hiệu không bày tỏ sự thương cảm đối với các phạm nhân khác, những người là đồng nghiệp như là cô giáo Lê Thị Dung, chỉ trục trặc đôi chút 40 mấy triệu tiền Việt Nam vì thêm giờ dạy gì đó, bị là tòa án ở tại Nghệ An sơ thẩm phạt 5 năm tù. Phúc thẩm lên thì với những sự bức xúc của xã hội là mãn hạn 15 tháng tù. Không thấy cô Đinh Thiệu và các giáo viên khác nói là ồ tôi thương. Rồi cũng không thấy những vụ án như là bà Hiền ở tại tỉnh Quảng Bình giơ tay ra lấy 9 triệu để lo giấy tờ cho một số người bị tuyên án 3 năm tù. Sao không thấy ra là cái bản án quá nặng đối với những người chỉ có 9 triệu mà ông Chữ Xuân Dũng là hơn 2 tỷ. Ở tại Quảng Bình, bà Hiền là trả lại đủ 9 triệu. Nên là chính phát biểu của bà Đinh Thị Hiệu hôm qua đó làm tôi càng bức xúc hơn. Như vậy là cái tập thể giáo viên này, cán bộ này không hiểu gì tại sao cộng đồng bức xúc. Họ chính là căn nguyên là để cho những con người như Chữ Xuân Dũng được luân lưu trong xã hội này, thì chính là nuôi dưỡng mầm móng của hối lộ và tham nhũng. Không có tư duy ngăn chặn những chuyện đó, mà còn giống như là mình thương là mình ký, là đồng lõa hay là cái gì đó, đồng cảm, tiếng Anh là gọi là đúng hơn, là compassion, sympathy. Sympathy, cái chuyện gọi là như thế đó là chỉ tạo cho thêm những môi trường của những tiêu cực. Như thế thì vấn đề mà tham nhũng Việt Nam và hối lộ của Việt Nam không thể nào chấm dứt được. Đương nhiên là không nước nào mà có thể chấm dứt được hết, nhưng mà nó không thể giảm được. Tư duy đó là tư duy làm ruộng nát xã hội, mà được các cô, các thầy có những tư duy đó, là hiệu phó của trường Trung học Phổ thông Lê Lợi giao con vào những trường này đó, thì đừng mong rằng con trở thành người đạo đức, có tâm trong sáng cho đất nước. Thiệt là buồn. Thiệt là buồn. Một giáo viên bình thường đã là thấy bệnh hoạn rồi, đây lại là một phó hiệu trưởng. Cô nói là cô làm ở trong ngành này, cô ở chức vụ này đã 8-9 năm lâu lắm rồi, thì tôi thấy trường đó coi như là thế hệ đó mà được bị đào tạo, chứ không phải là được đào tạo, bị đào tạo bởi những tư duy đó, thì đó là một tai họa cho trường đó. Tôi góp ý luôn với Sở Giáo dục của thành phố Hà Nội, cân nhắc ngay những giáo viên và ngay cả Phó Hiệu trưởng Đinh Thị Hiệu và trường đó, để cho con cái mà ở trong môi trường đào tạo như thế thì rất là nguy hiểm. Hôm nay
thứ sáu 28 tháng 7 lúc 2 giờ chiều tòa sẽ tuyên án. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với những tư duy gì đó như là bà Đinh Thị Hiệu thì rõ ràng là họ chấp nhận vấn đề tham nhũng và hối lộ, thông cảm cơ mà. Tôi thương ông Chử Xuân Dũng. Nếu ai cũng có công trạng như ông Chử Xuân Dũng rồi giơ tay ra tham nhũng hối lộ, thôi mình thương cảm án nhẹ đi, thì còn gì nữa là chống tham nhũng. Bà Đinh Thị Hiệu, tôi thấy bà nói tôi buồn quá đi, tôi buồn thiệt á. Tôi mà có con á, bà mà dạy con tôi mà bà dạy chùa, tức là dạy gì tiếng Mỹ nó gọi là free đó, tôi cũng không dám. Tôi xin rút con tôi ra cách xa cả hàng ngàn cây số cho chắc ăn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đây là cái gì đó tưởng là cái đèn nhưng mà thật sự đây là cái ổ mực rồi. Khiếp khủng quá đi. Tư duy như thế mà được luân lưu trên mạng xã hội ngày hôm nay. Rồi cho rằng là đó là tại sao ông kia đáng. Càng có tâm trong sáng trong quá khứ thì bây giờ là càng phải xấu hổ và càng phải trả những gì mà mình đã làm. Mang lại sự ô nhục cho chính bản thân ông, cho gia đình ông, cho đảng, cho đất nước và cho cả nhà trường, cho sở đào tạo và giáo dục của thành phố Hà Nội. Chứ đâu có cái gì để mà gọi là thương được. Mức án đề nghị đã dưới rồi, dưới cái mức tối thiểu. Thêm những như vậy nữa thì tôi nghĩ rằng là chắc việc mà chống tham nhũng lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dầu rằng là Tổng Bí thư có nhiệt tâm nhưng mà như vậy nè, thì làm sao mà chống được tham nhũng, làm sao mà làm gương được, làm sao mà răn đe được, trở thành một nếp văn hóa gì đó trong máu rồi. Như là Phó Giám hiệu Đinh Thị Hiệu mà nói như thế nữa thì thôi, đây không phải là sự khó khăn mà thôi, mà cho thấy rằng là bản chất như thế thì dung dưỡng tham nhũng và hối lộ ở trong nước Việt Nam này. Với bản chất đó tôi buồn quá. Tổng Bí thư thì nhiệt huyết chống tham nhũng, còn người dân như thế hèn gì. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.